Công an thị xã Từ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thịnh, 37 tuổi ở phường Phú Khê, thị xã Từ Sơn về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó ngày 28 tháng 5, Thịnh dùng kích điện bắt cá tại ao đình thì bị công an phường Phú Khê nhắc nhở chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch, không tập trung đông người. Sau đó công an phường lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thịnh và tạm giữ một bộ kích điện. Thịnh bực tức nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe trả thù. Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 31 tháng 5, Thịnh mang theo can xăng, bật lửa trèo tường vào trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phù Khê và thấy hai chiếc xe ô tô hiệu Toyota biển kiểm soát 99A413.61 và hiệu VinFast biển kiểm soát 99A363.51 đang đỗ trong sân trụ sở. Thịnh cầm can xăng đổ vào lốp xe bên ghế phụ xe Toyota và đổ liền đến lốp bên phải xe VinFast rồi châm lửa đốt. Ngay sau khi thấy xăng bùng cháy lên, Thịnh bỏ chạy về nhà thay quần áo. Hai chiếc xe ô tô bị đốt cháy phần vỏ thân xe bên ngoài, phía trước gần nắp capo và bên ghế phụ với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Nhận được tin báo, công an thị xã Từ Sơn đã huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và bắt giữ Thịnh sau 30 phút gây án tại cơ quan điều tra Thịnh ngoan cố không hợp tác, nhưng với những chứng cứ sắc bén và tài liệu thu thập được đã khiến Thịnh phải cúi đầu nhận tội. Hiện công an thị xã Từ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.